Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn ba mẫu nồi cơm nồi để Nhật. Thì cả ba mẫu nồi này đều có dung tích 1 lít nhé các bạn. Đây, tất cả nồi đều là nồi cao tần hết nhé. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn nhé. Ba mẫu nồi này không có nào bể vỡ đâu các bạn. Rồi mình vào chi tiết mẫu nồi số 1 nhé. Đây là nồi Tiger nhé các bạn. Đây là Tiger áp suất 2 pin, mã nồi là JPC A10 100 hay là 101 thì nhé các bạn. A10G nhé các bạn. Đây, A10G đây. Đấy, rồi, các bạn xem thông số nhé. Năm 2018 nhé các bạn. 25 KPA này, 1 lít này. Đấy, Nhật Bản nhé các bạn, sản xuất tại Nhật luôn. Thì những cái dòng nồi họ có một vài mẫu họ ghi, ví dụ như Tiger hay Toshiba hay Fujitsu thì họ có ghi, nhưng mà riêng Panasonic các bạn, đây tiện thì mình cho các bạn xem nhé. Đây, cái này ghi cái nồi này thì video lúc nãy mình úp lên 3,5 triệu nhé các bạn. Đấy là chữ Nhật luôn nhưng không có ghi nhé các bạn, nhưng mà cái nồi này sản xuất tại Nhật luôn nhé. Đấy, hàng nồi điện Nhật sản xuất tại Nhật luôn nhưng mà họ không ghi, thì toàn chữ Nhật không các bạn này. Đấy, còn như pa như cái nồi Tiger này họ có ghi nhé các bạn. Rồi cái này các bạn xem qua nhé, không bể vỡ gì nhé, tại vì mình để ba cái lên mình không có đưa mặt lăn được, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Trong đây, trong còn rất đẹp nhé các bạn, nắp còn rất đẹp luôn, nắp suất 2 pin đây, cái này mình mới rửa xong nhé các bạn. Đấy, thì nói áp suất 2 pin thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Tiger, mặc dù Panasonic cũng áp suất 2 pin nhưng mà vì Tiger ấy các bạn, nó từ mẫu rẻ tiền cho đến mẫu đắt tiền thì đều là áp suất 2 pin hết, nên người ta giống như mặc định luôn đấy. Rồi các bạn xem son này, son sần nhé các bạn. Đấy, son của nó đã bóng luôn nhé các bạn. Những cái vết chấm này thì không phải là chóc đâu, các bạn nhìn vậy không phải chóc đâu nhé. Đấy, các bạn nhìn xa này. Đấy, còn rất là bóng luôn nhé. Đấy, lớp son mới, son mới thì nó như thế này, kiểu này này các bạn này. Rồi bên trong đây, mình đánh dấu là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Mẫu nồi số 1 thì mình bán mức giá là 2,3 triệu nhé các bạn. Đấy. Rồi tiếp tục mẫu nồi số 2. Các bạn xem qua những video trước mình thì các bạn thấy nhìn cái nồi này là mình xin lỗi, cái nồi này là mẫu nồi cũ, cái nồi cũ nhé các bạn. Còn nồi này là nồi mới này. Đấy. Đây, nắp gioăng này nhé các bạn. Gioăng này nó chóc sơn này các bạn này. Các bạn cần thiết thì mình sẽ đánh cho các bạn nó hết cái sơn này luôn. Đấy. Son này. Son này nó có chấm một vài chấm nhỏ nhỏ đây nhé các bạn. Này dưới này, dưới nó có chóc như này nhá. Đây là nồi cao cao tần phun nước, phun hơi nước các bạn. Đây chim này, chim là phun hơi nước nhá. Có bùa này. Đấy. Thì khi nấu các bạn nhớ bỏ 2/3 cốc nước vào đây nhé, để cái cơm chuyển qua chế độ hầm ấy, nó sẽ hút nước không phải lên, nó sẽ phun hơi nước ấy các bạn, phun vào vào son để nó bảo quản cơm một lâu nhé. Rồi mẫu nồi này là mẫu nồi số 2. Đấy, mẫu nồi số 2 thì mình bán với mức giá là 900.000 nhé các bạn, giá 900.000 nhé. Rồi tiếp tục mẫu nồi số 3. Mẫu nồi này có đèn led luôn nhé các bạn. Đấy, có đèn led luôn nhé. Đây, mã nồi này SW103 này. Đây, bên trong này gioăng đây nhé các bạn, nắp đây. Đây sau này còn khá đẹp nhé các bạn. Son đây. Son thì cũng một vài chấm nhỏ nhưng không sao nhé các bạn. Vì so với nồi Việt Nam thì các bạn nấu ăn là dư sức luôn các bạn. Giá tiền nó cũng chỉ bằng cái nồi Việt Nam, nồi mâm nhiệt tầm trung thôi, nhưng mà nấu nó sẽ ngon hơn. Đấy, cung cấp. Rồi, mẫu nồi này, mẫu nồi số 3 mình bán mức giá là 1 triệu nhé các bạn. Đấy, giá khá hợp lý luôn. Rồi ba mẫu nồi này các bạn ưng mẫu nồi nào thì liên hệ mình nhé, bên mình thì giao hàng toàn quốc, tất cả đều bảo hành cho các bạn 6 tháng nhé, bảo hành là bảo hành 1 đổi 1 nhé các bạn.
Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.